Xin chào các bạn, mình tên là Lena và mình đang ở triển lãm ở quận 7. Hiện tại là mình đang đứng ở gian hàng của nhãn hàng Batis. Thực sự mà nói thì nhãn hàng này là nhãn hàng nổi tiếng trên thế giới, mà thực sự bây giờ mình mới được cảm nhận cái hiệu quả của sản phẩm này. Mình từ Thủ Đức qua bên quận 7 thì một quãng đường cũng khá là xa, đi đội mũ bảo hiểm thì tóc mình cũng đã bết. Nhưng mà sau khi mà được các anh chị ở gian hàng Batis giới thiệu và mình được trải nghiệm thì mình thấy là tóc của mình bây giờ nó đã mướt, nó đã bồng bềnh hơn là trước đó là nhiều. Mình đi ngoài đường này, hiện tại thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh rất là nóng, đổ mồ hôi nhiều cho tóc. Nhưng mà sau khi mà trải nghiệm xong thì trước hết là mình cảm nhận được mùi hương rất là dễ chịu, nó không có bị nồng, mùi hương rất là tự nhiên. Và sau đó thì tóc của mình cảm nhận được độ mượt, bồng bềnh rõ rệt ngay sau đó luôn. Và hiện tại thì mình đã được tiếp cận, cũng được trải nghiệm qua sản phẩm này, cho nên là sắp tới mình cũng sẽ ủng hộ sản phẩm của Batis, bởi vì mình thấy cái hiệu quả của nó mang lại thực sự rất là thực tế. Đây là một sản phẩm mà những bạn gái có mái tóc dài hay đi ngoài nắng như mình nè nên trải nghiệm. Theo mình là như vậy. Dạ, cảm ơn Batis đã cho mình được trải nghiệm sản phẩm mới mẻ này. Mong là sản phẩm của mình sẽ phổ biến ngoài thị trường Việt Nam hơn. Và chắc chắn một điều là sản phẩm này mình sẽ giới thiệu thật nhiều đến các bạn bè của mình, người nhà của mình, để mọi người biết nhiều hơn về sản phẩm, để trải nghiệm sản phẩm. Rất là tốt, mọi người nên dùng nha.